Mới mang tặng cái túi ra nè. Chi? Muốn che tặng được cái túi đây đem về đựng đồ thể thao cái dục đồ cũng được, đựng đồ ăn đồ. Tập gym đồ cũng được. Tập gym rồi đựng cái gì? Đấy. Đúng không? Đó gì cái quan vậy mà. Để nó chứ. Đây đem về thôi thôi xấu quá. Để đi. Đi. Thấy chưa? Đây ra được không?